Đây là cái sơ lược về cái in 3D, và tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em tạo một cái chi tiết trên cái phần mềm thiết kế. Thì đây bạn nào thiết kế trên Solid hay trên bất kỳ cái thứ cái phần mềm nào cũng được. Tuy nhiên ở đây thầy là mạnh về cái Inventor. Thì đây họ sẽ có một cái chi tiết như thế này. Thì các bạn thấy đúng không? Các bạn, chi tiết như thế này thì mình muốn thiết kế và in 3D thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì bây giờ nếu mà cái chi tiết này sẽ họ sẽ có chỗ họ share trên cái dạng PSTL trên mạng, tuy nhiên một số cái chi tiết họ lại có phí, thì không lẽ chi tiết nào mình cũng phải mua ha, mua rồi về mình cũng phải xử lý. Thế nên là mình mượn ý tưởng đi ha, cái này mình xin mượn ý tưởng ha, rồi mình sẽ xử lý lại ở trên cái phần mềm Inventor ha. Rồi tiếp theo mình sẽ mở cái phần mềm Inventor lên thì các bạn theo dõi ha. Thì ở đây sau khi cái buổi này thì các bạn cũng thực hiện hai cái bài tập này lại ha, để thầy xem để chúng ta có vướng mắc cái gì để cái buổi tiếp theo chúng ta bắt đầu giải quyết. Giờ thì ở cái hình này nè, giống như một cái trái bí ha, để thầy tắt cái này kia. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thiết kế cái thằng này. Thì khi mà vào cái trong môi trường Inventor thì các bạn muốn vẽ một cái model, một cái chi tiết như thế này thì các bạn phải vào cái môi trường phai bạc ha. Và nếu mà các bạn nào mà có nhiều cái dự án thì trước tiên các bạn phải tạo cái đồ set nè, để tí xíu là lưu bài nó không có bị chạy đi qua các cái dự án khác, nó làm lẫn mất bài chúng ta ha. New nè, add nè, rồi chúng ta đặt cái tên của cái bài, cái khóa học này cũng được ha. Rồi quay lại cái chi tiết này thì để mà thì chúng ta sử dụng cái in 3D này, chúng ta in được cái chi tiết này thì phải vẽ được cái chi tiết này trên Solid hay trên Inventor cũng được. Thì đây thì sử dụng Inventor ha. Thì cái chi tiết này nó sẽ có cái biên dạng là một cái trái bí, ví dụ như là nó sẽ hình thành từ một cái hình cầu ha. Thì đầu tiên thì mình phải vẽ cái hình cầu ra trước nè. Thì đây do là mình mượn ý tưởng cho nên là mình không có kích thước. Thì đây thì mình cho đại kích thước ha. Ví dụ như đây mình sẽ vẽ cái chi tiết này với cái đường kính là 50 chẳng hạn. Còn tí xíu nữa chúng ta sẽ xử lý file in á. Khi mà xử lý file in thì chúng ta muốn to lên thì chúng ta scale lên thôi. To nhỏ thì chúng ta scale thôi chứ không có vấn đề gì hết ha. Rồi. Thì ở cái chi tiết này chúng ta muốn vẽ cái hình cầu thì chúng ta phải sử dụng cái lệnh revolve ha. Tiếp tục SUV xuống nè. Thì cái quả bí này trước tiên thì chúng ta phải vẽ qua được cái hình cầu nè. Sử dụng lệnh revolve ha, chúng ta quay ha. Rồi. Thì ở cái hình cái quả bí này nó sẽ bị vát cái đầu ha, vát cái phần trên nè. Cắt khoảng 2 phần 3 của cái quả này. Chúng ta cũng sử dụng tiến hành cái lệnh là extrude cut. Chúng ta cắt nó. Cắt ha, rồi chúng ta cắt bỏ đi khoảng 2 phần 3 ha. Ta vẽ một cái biên dạng, ta cắt nó đi. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta lại xem cái hình ha. Lại xem cái hình. Rồi, thì đây cái quả bí này nó lại có các cái phần giống như cái muối của nó nè. Thì chúng ta phải xẻ cái rãnh này, xẻ cái rãnh này. Đó, xẻ cái rãnh này. Thì cái này là cái tư duy dựng hình của mình thôi ha. Đúng ra thì thầy sẽ vẽ các cái chi tiết cơ khí, nhưng mà các cái chi tiết cơ khí đó là rất là đơn giản rồi. Thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn xử lý các cái chi tiết nào mà nó lạ một tí ha. Rồi ở đây thì chúng ta phải xẻ các cái rãnh có cái biên dạng như vậy ha. Thì để xẻ các cái rãnh có cái biên dạng đặc biệt như thế này là chúng ta không thể sử dụng nào extrude revolve sweep được ha. Chúng ta phải sử dụng cái lệnh slot. À, chúng ta vẽ các cái biên dạng
Ví dụ như ở trên này nó sẽ cái rãnh này nó sẽ có cái cung à, chúng ta phải buộc buộc vẽ cái cung nó ra. Ví dụ như cái ở trên mặt này nó sẽ có một cái cung như thế này. Ờ, cái mũi này hơi bị ha, vẽ 10 thôi. Rồi thì ở cái mặt này thì chúng ta chỉ vẽ cái phần này tí xíu, nó sẽ cắt vào cái chi tiết của chúng ta nè. Rồi tiếp theo thì để mà vẽ cái lệnh slot được đó, thì phải có cái có một cái đường gân, chúng ta chạy theo cái đường đó ha. Thì đây chúng ta phải vẽ một cái đường gân, thì chúng ta phải chọn cái mặt phẳng ha. Rồi đây chúng ta chiếu xuống ha, thì đây chúng ta chỉ cần chạy xuống tới cái đỉnh ở phía cuối thôi, thì buộc chúng ta phải vẽ là một cái chi tiết mới nè. Rồi chúng ta sẽ cắt bớt đi. Kim đi ha. Sorry. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái đường dẫn của nó và có một cái cung ở trên này. Rồi tiếp theo ở cái phần dưới cùng này thì chúng ta cũng phải vẽ một cái biên dạng luôn ha. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn một cái mặt phẳng phụ nè, tạo cái mặt phẳng phụ ha, song song với cái mặt phẳng trên này và đi qua cái điểm phía dưới này. Thì ở đây chúng ta cũng vẽ một cái biên dạng ha. Thì ở đây chúng ta vẽ cái biên dạng này nhỏ thôi, tại vì cái rãnh này có cái xu hướng là nó sẽ giảm dần về hai cái cực ha. Ví dụ như đây chúng ta chỉ cho đường kính nó 2 thôi. Rồi chúng ta sẽ xẻ cái rãnh này bằng cái lệnh slot. Chọn cái đường gần ha. Và chọn cách ha. Ok. Rồi, thì như vậy chúng ta sẽ tạo ra được một cái múi của cái quả bí này, cái vân ở ngoài ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý nữa. Rồi thì ở đây chúng ta vẽ được một cái rồi, thì cái quả bí này thì nó sẽ có nhiều múi, chúng ta sẽ xoay cái múi này ra thành nhiều cái thành nhiều múi nữa ha. Ví dụ như ở đây chúng ta cần tùy ra bao nhiêu, do là chúng ta không có cái kích thước mà chúng ta phải chép hình lại, chúng ta mượn ý tưởng lại, thì chúng ta phải linh động một tí ha. Ví dụ như ở đây 6 múi nó chưa đạt thì chúng ta có thể tăng lên 7 ha, để làm sao cho nó vừa với cái chi tiết của chúng ta, được chưa? Rồi cái múi này nó đâu phải giống vậy vậy thì nó chưa giống chứ bí đúng không, chúng ta phải fillet các cái cung này nữa ha. Chúng ta sử dụng fillet nè, chúng ta vuốt các cái cung này. Ok. Rồi. À, như vậy là tương đối rồi ha. Rồi. Thì để ở đây cái chi tiết của người ta nè, thì người ta làm rỗng ở bên trong để người ta có để một cái đèn cầy dạng cái chung ở trong á, để nó phát sáng như thế này, thì người ta làm như thế nào? Thì đây nó sẽ sử dụng cái lệnh đục rỗng nè. À, đục rỗng ha. Thì ở đây thì hôm trước thì cũng có thấy một số các bạn in ở dưới cái câu lạc bộ chúng ta, không biết sao in có các cái lọ hoa mà tại sao không đục rỗng nó, in nguyên một cái khối đặc này, thì chúng ta sử dụng cái lệnh shell nè. Rồi thì thông thường thì chúng ta sẽ để cái thành nó khoảng 2 ly thôi là nó vừa cứng đẹp ha, 3 ly cũng được, mà 2 ly thì nó vừa cứng đẹp rồi. Ok thì nó sẽ tạo rỗng cái chi tiết này cho chúng ta. Rồi ở cái mặt này á thì nó sẽ hơi nhọn một tí, thì chúng ta nên nên chamfer nó đi để cho nó không có bị gãy. Thì về nguyên tắc 3D á, thì chúng ta sẽ nhựa, và cái nhựa đó để lâu nó sẽ bị giòn,
và ngay cả cái chi tiết các bạn in ra luôn nó cũng sẽ bị giòn, vì khi nó ở dạng cái dạng sợi á, để lâu nó sẽ dễ giòn hơn cái chi tiết các bạn in ra. Thì các bạn in ra các bạn để đó các bạn đâu có cái tác động cho nó, các bạn tưởng nó cứng nhưng mà không, nó có tính giòn. Cho nên là những cái chi tiết in ra thì cái khả năng chịu lực nó kém ha, và nó có cái liên kết với nhau cho nên chúng ta tưởng nó cứng nhưng mà thật ra nó cái tính chất của nó đã giòn rồi ha, và nó chỉ ứng dụng được trong cái lĩnh vực là tạo mẫu nhanh thôi. Còn cái lĩnh vực mà các cái cơ cấu cơ khí hầu như là người ta in ra người ta coi thôi, còn người ta buộc phải gia công lại bằng cái kim loại ha. Rồi cái này nó hơi bén một tí thì mình chamfer lại ha. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo thì sao? Tiếp theo thì ở đây nó sẽ có thêm cái quét cái mắt, mũi, miệng ở đây ha. Thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì chúng ta vẫn xử lý theo cái việc là adjust cut thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái mặt thẳng ha. Rồi. Và ở đây chúng ta sẽ vẽ cái hai cái mắt nó vào. Rồi. Rồi chúng ta sẽ chốt cốc ha. Bên đây chúng ta vẽ được một cái bên rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mirror qua. Rồi tương tự như vậy ha. Chúng ta vẽ cái miệng nè. Cái mũi ha. Sorry, chúng ta vẽ cái mũi. Rồi, tiếp tục như vậy ở đây nó còn một cái miệng thôi, còn cái miệng một cái chi tiết nữa. Vẫn là cái mặt phẳng này và ở đây chúng ta xử lý như thế nào? Ở đây trong cái lĩnh vực chúng ta học Solid ha, các thầy dạy thiết kế chúng ta đều sử dụng các cái lệnh từ thẳng, tròn, vuông, tam giác thôi. Còn cái đây nó cong cong quẹo quẹo rồi, bây giờ xử lý làm sao? Thì chúng ta buộc phải sử dụng cái lệnh Apply ha, này bằng kim long cái có xử lý cái bản đồ rồi cho nên là hiểu cái này ha. Chúng ta tiến hành vẽ cái gì của cái hình này hả. Rồi, ví dụ như ở đây rồi nó có một cái răng chẳng hạn ha. Rồi thì cái này do hoa tai của mỗi bạn thiết kế thôi ha. Chúng ta sẽ vẽ các cái miệng của nó. Rồi thì như đây tương đối này hả, thì đây chúng ta có thể chọn được cái vật liệu để chúng ta có thể dễ hình dung hơn ha. Tô cho nó cái màu ha. Đó thì như vậy thì chúng ta có thể thiết kế được một hoàn toàn có thể thiết kế được một cái chi tiết để chúng ta in 3D ha, chứ không phải là chúng ta phải tải các cái chi tiết ở trên mạng về chúng ta xử lý ha, và hoàn toàn các cái chi tiết này có thể vẽ được các cái chi tiết cơ khí, các cái chi tiết lồng được ô tô ha. Rồi còn một cái chi tiết với cái dạng con rồng, con này con kia thì đó chúng ta không thể xử lý ở trên này được.
mà chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm khác, ví dụ như đồ họa 3D Max hoặc là Maya để chúng ta xử lý các cái file đó. Còn ở trên này các cái phần mềm kỹ thuật thì nó cũng có cái mặt hạn chế của nó ha. Rồi sau khi mà vẽ xong rồi thì chúng ta lưu lại ha, ví dụ như bài tập 1 chẳng hạn ha. Rồi các bạn hồi nãy giờ các bạn nào mà có thể vẽ được rồi thì các bạn có thể bỏ qua. Tuy nhiên đến cái bước này nè, cái phần quan trọng của cái buổi học thứ nhất đó, ở đây nằm ở đây. Thì sau khi vẽ được cái chi tiết nè như thế này rồi thì để in được á thì chúng ta phải làm sao? Để in được thì chúng ta phải xuất nó ra được cái file STL. Đó. Thì ở trong cái Inventor nó cung cấp cho chúng ta cái công cụ này. Cái công cụ này chúng ta vào Environment nè. Ở đây nó sẽ cung cấp sẵn cho chúng ta cái 3D luôn, in 3D ở đây. Chúng ta click vào cái in 3D này. Rồi tiếp tục. Đây, còn cái chi tiết của chúng ta ha. Rồi. Không phải mà xuất ra cái file Excel, ví dụ như các bạn Cell A các bạn đổi cái đuôi qua Excel là các bạn đem vô các bạn in được. Chúng ta phải tư duy ở cái khúc này một tí ha. Thì bạn nào cho thì biết nhìn vào cái hình này thì các bạn có thể in nó theo cái nào để tiết kiệm vật liệu nhất. Ví dụ như cái thẳng đứng ha, là nó nằm như thế này hay là phải dựng đứng nó lên hoặc là úp nó xuống. Thì các bạn nào cho thầy biết. Mình phải tư duy tại vì mình ở trong câu lạc bộ thì nhựa nó thoải mái thì nó khác. Tuy nhiên khi mà các bạn có thể có cái ý tưởng là khởi nghiệp bằng cái việc là chúng ta mở một cái xưởng để in cái này để chúng ta bán ha, bán quà lưu niệm, bán cái dụng cụ hỗ trợ học tập gì đó, thì chúng ta phải in làm sao cho tối ưu nhựa nhất ha, tiết kiệm nhựa và tiết kiệm thời gian nhất. Thì bạn nào cho thì biết là in cái chi tiết này là in theo cái kiểu nào sẽ tiết kiệm thời gian nhất. Rồi Thành làm cho thầy biết cái in theo cái kiểu nào nó sẽ tiết kiệm thời gian nhất Thành. Thầy em nghĩ là in cho nó lật ngược lại ạ, cái mặt phẳng của nó úp ngược lại ạ. Cái in theo cái việc như là cái hai con mắt nó quay lên trên đúng không? Hay là mình đớp xuống? Đúng không? Hướng kiểu B, sorry, mắt mắt sorry. hình tam giác thì nó hướng lên trên ạ. Như là Ok, in vậy đúng không? Hay là sao? đúng rồi thầy. Phải không? Đúng Dạ đúng không? rồi ạ. Dạ đúng rồi. Rồi, thì các bạn 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 Văn Thành vẫn cho là mình in như thế này. Tuy nhiên in như thế này á thì nó lại sẽ có cái support phải đỡ, ví dụ như ở trong này nó rỗng nè, ở dưới này nó rỗng nè, thì chúng ta khi mà in ra thì khi mà chuyển qua Cura á thì chúng ta phải có support, có cái support để chúng ta để như khi mà nó in tới các cái layer cuối cùng ở trên đỉnh này nè, nó không có cái gì đỡ nó rớt xuống sao, đúng không? Đó, cho nên là in kiểu này nó vẫn chưa tối ưu vật liệu, cho nên là mình nên nên quay ngược lại ha, quên quay ngược lại. Thì ở trong cái Inventor này nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái công cụ này, sorry, nằm ở đây nè, set nè, cái đầu tiên ha. Cái này cũng ít chưa dùng cho nên mà không biết nó đọc sao, tuy nhiên là các bạn có thể click vào cái phần đầu tiên nè, sau đó click cái mặt, click vào cái mặt phẳng này. Rồi thì click, sau khi click rồi thì nó sẽ nằm như thế này, chúng ta đổi cái chiều lại ha thì nó sẽ lật lên, lật lên cho chúng ta được chưa? Nó thì in như thế này thì chúng ta sẽ đỡ đỡ có cái support ha, hoặc là support của chúng ta ngắn thôi, ví dụ nó chỉ cần đỡ đến cái lưng này là cho nó hết rồi, nó không cần phải đỡ lên trên này ha. Rồi một đây là một cái cách để chúng ta đặt cái chiều để chúng ta in, mà chúng ta không phải, tại sao chúng ta không phải đặt phương ngang ở đây một chiều. Rồi ví dụ như hồi nãy chúng ta có theo cái phương ngang thì chúng ta phải tư duy về cái chi tiết, ví dụ như cái chi tiết của chúng ta dài mà dạng tròn thì chúng ta phải phải nhớ là cái layer của chúng ta là coi như là một cái vân, cái layer của chúng ta một cái vân thì in làm sao mà nó đừng có dễ gãy. Ví dụ như chúng ta chi tiết dài quá thì chúng ta phải cho đặt cho nó nằm ngang được cái layer nó dài ra để chúng ta bẻ nó không có gãy. Còn nếu mà dài quá thì chúng ta ví dụ như chúng ta mỗi một layer nó là một cái đường tròn thì chúng ta cầm lên cái chúng ta tách cái nó ra nó sẽ bị gãy, thì chúng ta phải chú ý tới cái cơ cấu chịu lực của nó nữa nếu in để nó chịu lực. Còn nếu mà in
in mà thẩm mỹ á, in mà để làm quà lưu niệm thôi á, thì chúng ta thường thì đưa cái mặt nào mà nó đẹp á thì chúng ta đưa cho nó quay lên cũng được ha. Hoặc là ở đây thì thầy sẽ chú trọng là cái tối ưu cái vật liệu ha. Thì chúng ta in theo cái kiểu này là đỡ phải đặt support ở trong. Rồi đây là một cách để lật ha. Tiếp theo cái set thứ hai nè, là nó sẽ cho chúng ta là đặt cho nó gần gần cái thành nào ha? Đặt gần cái thành nào của cái file của chúng ta ha. Đó, thì chúng ta và thầy thường thường theo kinh nghiệm á thì thầy sẽ đặt ở chính giữa, tại vì chính giữa các cái máy bây giờ nó sẽ có một cái đây nè, sẽ có nhiệt độ của cái bàn á, thì thường thì sẽ để các cái chi tiết nào ở giữa để khi mà in á nó sẽ không có bị cong cái chi tiết của chúng ta ha. Thường thì thầy in nhiều, một lần thầy in nhiều chi tiết lắm, cho nên là thường nó nằm ở các ngoài đây cũng có nè, các ngoài rìa ở ngoài cũng có, thì in một tí xíu cái nó bị, ở trong thì không sao, ở ngoài rìa thì nó sẽ bị tróc lên đó. Thì các bạn chú ý cái kinh nghiệm xíu để nó ở trọng tâm ha. Rồi tiếp theo đối với những cái chi tiết nhỏ này thì sao, nhỏ này thì không sao hết, ví dụ như các em cần in các cái chi tiết to, các cái chi tiết to mà vượt quá cái khung bàn thì sao, bây giờ đi ra mua cái máy in 3D mới hay sao, thì ở đây bỏ qua cái chi tiết này đi. Cái chi tiết này thì đã hồi thầy sẽ quay lại mình sẽ xử lý, và để thầy giới thiệu các em một cái file nó lớn hơn, lỡ nó lớn hơn thì sao, lỡ nó có một cái chi tiết nó lớn hơn thì sao, đúng không, để các em biết cái xử lý cái đó. Rồi ví dụ như bây giờ mình có một cái chi tiết giống như mình muốn in một cái bàn, mình in một cái thùng mà bây giờ nó lớn hơn cái bàn cái máy của chúng ta, giờ phải làm sao, thì chúng ta vào environment nè, chúng ta vào in 3D nè, thì đây nè nó vượt ra khỏi cái khung của cái máy rồi, cái bàn máy của chúng ta rồi, thì bây giờ Inventor nó cũng cung cấp cho chúng ta cái công cụ nè, cắt ra chia nhỏ ra, rồi sau đó chúng ta hàn nhiệt lại hay là chúng ta dán keo gì đó. Thì ở ngoài người ta, thầy không có chuyên nghiệp về bên cái mảng này, nhưng mà thầy có thấy các cái đơn vị in 3D á thì họ sẽ tách từng cái nhỏ ra, còn họ hàn họ dán bằng cách nào đó, thì ở đây Inventor cũng cung cấp cho chúng ta luôn. Ví dụ như đây to quá thì chúng ta cắt ra, ở đây nó có cái black sun nè, black piston nè, chúng ta bấm vào đây rồi chúng ta sẽ cắt cắt nhỏ nó ra. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ nó ra, rồi như vậy thì nó sẽ ra hai chi tiết nè, được chưa đó. Thì chúng ta ẩn bớt một cái đi, thì chúng ta chỉ cần một cái, và ở đây lỡ nó còn to hơn nữa thì sao, to bây giờ nó to quá nè, bây giờ mình cắt nhỏ nữa, nó vượt nó lên trên, thì chúng ta cắt lại thêm một lần nữa, cắt thêm một cái lần nữa, rồi chúng ta cắt sao cho nó vừa cái máy của chúng ta ha. Ví dụ ở trong xưởng, trong trường chúng ta cái máy nó nhỏ quá thì chúng ta cắt, chúng ta in nhiều lần thôi đó, in đây cắt thôi. Rồi đây nó sẽ là ra thêm cái phần này và cái phần này tách riêng nhau. Rồi thì ở đây chúng ta còn trống cái máy nè ha. Thì bây giờ thay vì chúng ta ẩn luôn, thay vì chúng ta ẩn nó luôn, chúng ta in cái phần ở dưới thôi, thì chúng ta có thể thảy thằng này xuống nha, chỗ cái vị trí trống này để chúng ta in ha. Chúng ta in một lúc hai cái phần luôn là sao, đó rồi chúng ta ráp lại là xong ha. Ví dụ như chỗ này chúng ta vào đây, sorry set nè, chúng ta lật thằng này xuống đây, sorry cho nó không xuống được. Nếu mà chúng ta không đặt xuống được thì chúng ta ẩn, chúng ta in từng cái ha, chúng ta in từng phần để cho khi mà xong rồi chúng ta phải in nhiều lần, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp chúng ta hàn nhiều hay là sao đó, thì chúng ta sẽ có thể xử lý được cái chi tiết lớn hơn, không phải chúng ta phải mua một cái máy lớn ha. Ví dụ như chúng ta chụp cái máy trong xưởng chúng ta khổ gì,
thì nghĩ là chỉ khoảng 300 thôi đó. Ví dụ như chúng ta muốn in một cái thùng 400 thì sao? Chúng ta có thể cắt đôi cái thùng nó ra thì chúng ta in đó. Thì chúng ta có thể xử lý bằng cái phương pháp này ha. Rồi quay lại với cái chi tiết của mình, quay lại với cái chi tiết của mình, sau khi mà chúng ta đặt được cái view, chọn được cái phương pháp phù hợp rồi, thì chúng ta cũng có thể là option cái print, option cái này. Thì khi mà ở trong cái Inventor nó cung cấp thì chúng ta cái công cụ này ở bên Solid thì thầy không biết có không, thì chúng ta có thể chọn là cái độ mịn khi mà in của nó. Ví dụ như các cái đường tròn á, thì các cái đường tròn các em biết rồi, nó sẽ hình thành từ các cái đường thẳng, từ cái đa giác nhuyễn thì nó thành cái đường tròn, chứ thực chất nó không phải đường tròn. Thì chúng ta có thể chỉnh cho nó cao lên, đơn vị thì chúng ta millimeter, được chưa? Rồi các cái thông số này thì khi mà in á, thì các bạn để ý cái nào tối ưu nhất thì chúng ta chọn ha. Rồi thì sau đó thì chúng ta sẽ xuất ra được cái file Excel bằng cái cách là bấm vào cái cell Excel này ha, rồi chúng ta sẽ cell ra ngoài cái desktop đó, cell ra. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ học tới cái phần này thôi, để thì chỉ cho các em là thiết kế được trên cái phần mềm Inventor và xuất ra được cái file HTML. Rồi hôm sau thì thầy sẽ chỉ xử lý cái file HTML trên cái phần mềm Pro ha. Rồi tiếp theo ở đây là trong một cái chi tiết, chúng ta sẽ ở đây thầy cũng có một cái chi tiết nữa, thì ở cái chi tiết này thì mình vẽ như thế nào ha? Vẽ như thế nào thì ở đây thầy lang thang trên mạng, thì ở trong cái group công tác in 3D á, một số bạn thì chắc cũng biết thầy ở trong đó. Cái này mình cũng mượn ý tưởng ha, thì mình thấy trên cái nhóm công tác nó rất là đẹp, của một cái bạn nữ ha, bạn nữ mà vẫn chơi được in 3D luôn, rất là hay. Thì cái này vẽ làm sao, cái này giống như là cái viên dạng cái khối Rubik ha. Thì để xử lý cái này thì mình phải vẽ được cái viên dạng cái Rubik ra. Thì cái Rubik này thì mình sẽ trước tiên là mình phải đo cái đường kính cái cây bút của mình bao nhiêu trước ha. Ví dụ như cái đường kính của mình đó, thường thường nó sẽ là một cái cây bút của mình thường thường nó sẽ là đường kính là 10 mm ha. Thì chúng ta sẽ cho mỗi một cái ô của cái khối Rubik này nó sẽ là 15, và toàn cái khối này nó sẽ là 45 ha. Rồi mình sẽ xử lý cái này, mở một cái file mới lên. Rồi đầu tiên thì tương tự thôi, mình vẽ cái hết sức sơ khai một cái bình thường thôi, mình vẽ một cái hình vuông thôi, một cái hình vuông thôi. Ở đây nó sẽ là 45, mỗi một ô mình là 15 thì mình sẽ vẽ 45. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái khối nó là 45 luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sao, sẽ các cái rãnh ra, ví dụ như cái hình này nó làm sao, cái hình này nó sẽ có, sẽ các cái rãnh này, nó có các cái rãnh này, thì cái rãnh này mình cho nó khoảng 2 ly nha, rãnh này thôi. Chúng ta chọn một cái mặt phẳng này, rồi chúng ta sẽ thì đây mình cũng là mượn ý tưởng thôi, cho nên là mình không có cái kích thước, cho nên là buộc mình phải cho kích thước ha, xử lý mình thiết kế ha. Cái này mười lăm, ok. Rồi mỗi một cái rãnh như vậy đó, nó sẽ là 2 ly, thì mình sẽ offset mỗi bên một ha.
Rồi sau xuống mình cho một ly hả? Rồi ok. Này, cái này. Rồi, tiếp tục ha. Mình đã sẽ theo cái phương ngang này. Rồi tương tự vậy mình cũng offset ra ha. Rồi ở bên này nó cũng là một cái rãnh 2 ly ha. Và cái lệnh extrude của mình á nó sẽ nhận các cái vùng cái hệ kính ha, nên là mình phải vẽ một cái làn nối kính nó này lại chứ không thôi là nó sẽ không nhận ha. Tốt nè. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ kẻ các cái rãnh đối với bốn cái phương như vậy ha, thì để nhanh ha mình sẽ xây cái này cho nó nhanh. Thì cái này nó sẽ kỹ năng thiết kế của các bạn thôi, còn các bạn nào chậm thì cứ vẽ từ từ, không vấn đề gì hết. Rồi, ở đây chúng ta còn vẽ một cái mặt này nữa ha. Tiếp tục ha, chúng ta cắt xuống ha. Rồi, tiếp tục. Ở đây mình sẽ có vẽ các cái đường kính để cho nó có các cái có thể cắm các cái bút này vào được ha. Thì đây mình sẽ vẽ một cái đường kính phi 12 ha. Thì cái bút của chúng ta thường thường nó sẽ là phi 9 đến 10 thôi. Thì đây mình sẽ vẽ ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ vẽ các cái lỗ ở trên này ha. Thì xử lý cái lỗ này thì chúng ta thường thì chấm một cái bôi ở giữa thôi, có cái bôi ở đây. Rồi chúng ta sẽ vẽ cái được một cái lỗ ha. Giờ cái lỗ này thường thì nãy mình tính rồi đó, thì nó sẽ đường kính phi 12 ha, phi 12 và cái chiều sâu của nó là bao nhiêu đây? Chiều sâu của nó là cả một cái khối này. Sorry, được cái lỗ này mình được sao đi? Tại vì ở cái hình này mình không có vẽ nguyên một cái khối mà mình phải thiết kế với cái dạng này, nó nằm một cái nghiêng như thế này, nó nằm nghiêng như thế này và nó có một cái dạng giống như là nhựa lỏng mà chúng ta đang trải ra như thế này, thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta phải cắt đi, cắt bỏ đi
cái phần ở dưới này chúng ta sẽ sử dụng xử lý cái bằng cái phương pháp là chúng ta sử dụng một cái mặt phẳng ha, chúng ta cắt nó. Ví dụ như chúng ta sẽ cắt từ đây đến đây qua bên đây, rồi chúng ta sẽ xử lý cái chi tiết này. New sketch. Rồi, ok. Rồi, đến cái bước này mình mới đục lỗ ha. Đến cái bước này mình mới đục lỗ nè. Để đục lỗ để chúng ta có thể cắm cái bút này vào. Rồi, thì ở đây hồi nãy mình có chấm cái bôi này sẵn rồi. Thì bây giờ mình chỉ đục lỗ thôi. P12. Và cái lỗ suốt luôn. Ok. Rồi, tiếp tục. Thì đây chúng ta có thể cắm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ha. Thì chúng ta sao chép cái lỗ này ra thôi. Rồi chúng ta sẽ sao chép cái hàng này là 3 lỗ nè. Và khoảng cách hồi nãy chúng ta vẽ là 15 nè. Tương tự đối với cái hàng này đổi chiều lại nè. Và nó cũng là 3 luôn. Và khoảng cách của nó cũng là 15 luôn ha. Rồi, tiếp tục. Đối còn ở cái hình này thì chúng ta làm sao? Xử lý làm sao? Cái vết mực đổ này chúng ta xử lý làm sao? Thì chúng ta xử lý bằng cái lệnh SPLY ha. Tương tự hồi nãy ở cái quả bí của chúng ta đó, thì chúng ta cũng xử lý cái line này để chúng ta vẽ cái miệng này ha. Thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ cái bài này cũng vậy luôn, chúng ta sẽ xử lý bằng cái cách là vẽ cái đường line ha. Thì đây cho chúng ta sẽ chọn cái mặt thẳng ngay dưới đấy nè, new sketch ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái đường line ha. Rồi, chúng ta sẽ thiết kế cái vết đổ này ha. Và chúng ta chú ý ha, ở cái vị trí nào mà nó nghiêng thấp nhất á, tức là cây bút nó sẽ đổ về ở đó, thì ở cái vị trí đó chúng ta nên nên vẽ nó dài hơn, nó dài hơn cái đây nè. Ví dụ như ở đây cái chi tiết khi mà cầm vào nó sẽ đổ ngã về cái phía này, thì ở chỗ này chúng ta phải có giống như là một cái dạng cái chân trống chống lại ha, chống lại. Thì đây chúng ta phải ở cái phương này chúng ta phải vẽ cho nó lớn lớn tí để không hồi nó đổ á, chúng ta cắm bút vô nó sẽ bị đổ ha. Thì chúng ta thiết kế sao thiết kế, nhưng mà ở cái góc này nè chúng ta phải cho nó dài ra một tí ha, để nó có thể được chịu cái lực, tại vì cắm cái bút lúc nào nó cũng đổ ngã về phía này thì cũng như là phải chịu nó lại ha. Rồi chúng ta thiết kế cái này làm sao cho nó thẩm mỹ nhất là được ha. Rồi thì thường các cái này á, thì mình sẽ trút nó 3 ly thôi, đó, 3 ly. Tại vì dày quá cũng không làm gì, dày quá thì khi mà qua cura chúng ta cũng phải in cho nó mỏng lại, chứ không là nó bị sẽ bị hao hao phôi của chúng ta, hao nhựa của chúng ta ha. 3 ly thôi. Thường thì thầy thấy không biết sao trên cái câu lạc bộ RC của các em thường thì in nó đặc không à? Chắc là giàu quá hay sao in đặc ruột không à? Rồi ok. Rồi thì như vậy là chúng ta sẽ vẽ được cái chi tiết này ha. Thì okay. Chúng ta sẽ vát cái cạnh này cho nó đỡ phải bén một tí nữa bằng cái lệnh là fillet ha. Đó, fillet. Rồi thì tùy theo cái khả năng của các bạn thì các bạn có thể vẽ làm sao cho nó đẹp nhất có thể ha.
Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vật liệu thôi. Thì cái vật liệu này nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Nó chỉ đẹp về cái hình thôi. Còn cái vật liệu mà khi mà qua Cura chúng ta chỉnh nhiệt á, chỉnh layer, chỉnh cái chiều dày á, thì nó mới ảnh hưởng nhiều với chúng ta ha. Rồi, tiếp theo. Cái này hình như nó bị cái thành này nó mỏng quá. Cái thành này nó bị mỏng quá thì thầy sẽ chỉnh cái đường kính này nhỏ lại chứ thôi nó mỏng quá nó sẽ không bền ha. Thì đây cái lỗ này nè, mình sẽ quay lại cái bước cái lỗ này, mình cho nó 11 ly thôi ha, chứ không nó bị cắt vào cái đường này ha. Ok rồi, tương tự như vậy mình chọn vật liệu ha, rồi đổ màu cho nó ha. Sau khi mà chúng ta thiết kế được cái chi tiết này rồi á thì chúng ta làm sao sao lại bài tập 2 chẳng hạn ha. Rồi tương tự như cái chi tiết hồi nãy thì chúng ta phải xuất ra được cái file STL và đúng cái tỷ lệ ha. Thường á thì một số bạn số lý quật họ sẽ là theo cách này, file cell a cell copy a rồi chọn cái đuôi là STL của chúng ta xuất ha. Thì xuất cái này thì qua Cura nó sẽ dễ bị lỗi cái tỷ lệ, ví dụ như mình in quà lưu niệm thì không sao thì mình scale lên được, mà tuy nhiên hôm đó mình in một cái chi tiết để mà chúng ta lắp ráp, ví dụ cái bu lông đá ốc thì cái đúng cái phi này mình cần đúng cái phi này thì buộc mình phải xuất theo đúng cái bước này ha, đúng cái bước này thì xuất cái file ra nó mới chuẩn được ha. Đó, đầu tiên thì mình phải option cái mm trước nè. Rồi thì ở cái chi tiết này cũng tương tự như vậy luôn, khi mà xuất ra như thế này nè, nếu mà chúng ta để như vậy chúng ta in á thì cái này như là một cái mái nhà nè, thì khi mà xuất ra cái chi tiết á qua Cura thì chúng ta in in thì nó sẽ in bằng cái từng cái layer, thì ở đây nó sẽ tới cái layer này nó sẽ bị rớt và chúng ta phải cấm support, thì khi mà cấm cái support đó nó sẽ tốn nhựa đồng nghĩa là không kinh tế và tốn tiền, được chưa. Rồi thì ở đây chúng ta phải lật cái này xuống này, chúng ta vào cái ở trong Cura nó cũng quay được, tuy nhiên nó chỉ quay được một cái góc là hình như là thầy nhớ là 45 hay 90 độ gì thôi, còn nếu mà nó không có quay theo cái ý mà chúng ta mong muốn chúng ta sẽ quay ở trong cái event này luôn ha. Chúng ta vào đây chúng ta xây cái mặt này xuống ha. Rồi ok, rồi cái chi tiết này nó cũng vừa vào cái khổ máy chúng ta, còn nó to hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái lát xanh này thì chúng ta cắt, ví dụ như hồi nãy chứ thầy có hướng dẫn một cái chi tiết ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành vào ở đây nè, thường á thì ở đây Inventor nó chưa hỗ trợ cái máy ở trên xưởng của chúng ta đâu, cái máy trên xưởng của chúng ta thì hình như các bạn xài cái máy Neo 2 hay gì đó, thì đây nó không có, nó chỉ có cái máy này thôi, thì chúng ta cứ xuất đại luôn thì qua Cura chúng ta sẽ xử lý cái file đó sau ha. Rồi sau khi mà hiệu chỉnh được cái chiều in nè, nhớ là làm sao mà chúng ta đọc được cái nhu cầu sử dụng của người ta ha, là in cái kiểu này đỡ chống cái support ha, có chăng thì nó chỉ chống một chút xíu ở vị trí này, là nó nghiêng quá thì chống ở đây, mà theo kinh nghiệm á, thì thầy sẽ không chống luôn, khi mà chống cái support á, thì nó sẽ chống vào cái chi tiết của chúng ta và ở cái vị trí mà nó tiếp giáp với support thì nó sẽ không có đẹp ha, và ở cái góc độ này thì nghĩ là không cần support vẫn in được, không có lỗi cái chi tiết ha. Rồi sau khi mà chúng ta vẽ thiết kế được rồi, chúng ta qua bên đây chúng ta chọn option, chúng ta chọn cái mm rồi chọn cái view, chọn cái góc này rồi chúng ta tiến hành xuất ra cái file STL, được chưa. Hồi nãy mình xuất ở đâu ta, xuất ở desktop rồi sale, thì như vậy là chúng ta sẽ tạo được, hôm nay là chúng ta tạo được một cái bản vẽ trên Inventor và xuất được ra cái file STL rồi. Thì hôm sau thì hôm nay các bạn sẽ vẽ lại hai cái bài này và với cái kích thước là tự cho, cái kích thước là tự do luôn, để thầy nắm bắt được các em nắm được tới đâu, tại vì theo cái yêu cầu của thầy Nam đó là ở đây chúng ta không có học cái môn này, chúng ta không có học, mà chúng thầy Nam yêu cầu là đảm bảo là các bạn có thể tự tư duy tự in được ha, chứ không phải là học không có môn học ha, cái môn này các bạn không có cần nặng tâm lý gì hết.
Có cái gì thì thầy biết thì thầy sẽ chỉ, thầy cũng kinh nghiệm thôi chứ cũng không có kinh nghiệm rồi học mày mò trong các cái group, các cái YouTube thôi chứ cũng không có cái môn học nào để dạy cái này ha. Bạn nào có thắc mắc gì thì cứ hỏi trực tiếp thầy. Rồi thì hôm nay thì các bạn sẽ làm ngày 2 bài tập đó, và hôm sau các bạn cài giúp thầy cái phần mềm này Cura ha, cái phần mềm này để chúng ta sẽ xử lý tạo các cái file. Ví dụ như hồi nãy chúng ta vẽ ra được cái gì đây, bài tập 1 là đúng không? Rồi, chúng ta vẽ ra nè, cái file này hồi nãy chúng ta xuất ra nè đó, thì ngày hôm sau chúng ta sẽ xử lý ở trên cái phần mềm Cura này, đặt cái support như thế nào. Ví dụ như như thế này nè, nó sẽ có các cái support phải đỡ, không phải đỡ cái chi tiết của chúng ta ha, đỡ cái chi tiết nè. Thì hôm sau chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này. Ví dụ như hồi nãy chúng ta úp xuống thì chúng ta ở trong cái trong chúng ta phải buộc chấm support ha. Đây, đó, ví dụ như ở đây là ngay có cái mắt cái mũi của nó nè, để thầy quay qua chỗ này ha. Thì ở đây chúng ta sẽ làm sao, hồi nãy chúng ta phải chọn cái view nào để cho nó đỡ tốn support, và tại sao chúng ta phải đặt cái support theo cái dạng tree, dạng cây như thế này. Thường thì thấy ở trên cái câu lạc bộ của các em mới đặt theo cái dạng này nè, và khi mà in ra rồi cái support khó gỡ vô cùng và nó làm xấu cái chi tiết của chúng ta nữa ha. Cái dạng này nè, thường hôm trước thì có đi ngang thì thấy nè, và các em phải tư duy làm sao, tính toán làm sao, nào mà không cần thiết đặt support thì thôi bỏ luôn đó, tại vì khi mà đặt support thì nó vô tình nó sẽ chống một cái chi tiết của chúng ta ha. Rồi thì hôm nay tạm thời các bạn đến đây thôi ha.